Phân tích xu hướng nhóm ngành chứng khoán thì trên bản tin tuần Hùng View thiếu mất nhóm ngành chứng khoán vì vậy cũng sẽ làm một cái bản tin bổ trợ thêm nhóm ngành này bởi vì đây cũng là một nhóm ngành hết sức là quan trọng. Thế thì đối với nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có một cái một cái một cái xu hướng khá là tích cực ở trong những cái thời gian vừa qua và và trong nhóm ngành chứng khoán thì cái thời gian vừa qua thì cũng chỉ lọc ra được một số các mã cổ phiếu đang có điểm mua và các cái điểm mua để giúp cho anh chị em nhà đầu tư của chúng ta tham khảo. Thì uh, phía đến cái phiên giao dịch ngày 15 tháng 5 thì cũng lọc ra đây là mã cổ phiếu VX này. SHS này, AGR này, VDS và ORS. Và ưu tiên uh, VX, ORS và VDS thì uh, tí nữa đến cái 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 mã cổ phiếu nào đó thì cũng sẽ view để các anh chị chúng ta sẽ nhìn thấy được là đây phiên giao dịch từ 15 đây các anh chị này. Đó. Thế còn uh, hiện tại thì chúng ta sẽ view nhóm ngành chứng khoán ở trong tuần vừa qua từ phiên giao dịch ngày 27 đến ngày 31 <laughs> Máu cổ phiếu VCI chúng ta có dự báo cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 47, 47.3, 47.5 Thì um, phiên giao dịch ngày 27 nó test về vùng 47.5 sau đó thì hướng được về uh, cái cảnh kỹ thuật ở vùng 48.5 đến khoảng vùng 49 Ở đây uh, khá là đẹp và sau đó thì tại đây thì như vậy là cổ phiếu này lại tiếp tục test về vùng 47 Uh, trong phiên ngày 31 uh, có thời điểm ở của đầu phiên thì nó khá là tích cực Tuy nhiên cây đến giờ kết thúc phiên thì nó lại là một cây nến nhấn chìm Và Do đó thì tuần tới chúng ta lại tiếp tục làm việc ở vùng 47, 47.3, 47.5 Kỳ vọng test tích lũy thành công ở đây thì như vậy là gì? Chúng ta lại hướng lại cả cái thuật à, là vùng à, 49 Cổ phiếu HCM <laughs> Đây cổ phiếu HCM ở trong tuần vừa qua Dự kiến thì sau cái cái điểm mà gì nó 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 thì nó 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 test ở đây nó rút lên thì như vậy là chúng ta cũng có thể là dự kiến gì ở cổ phiếu HCM sẽ quay trở lại nó test mút nến hoặc là các cái điểm sâu hơn sẽ là của khoảng quanh vùng 27.7 đến khoảng quanh vùng 28 nhưng trên thực tế thì như vậy là HCM chỉ quay lại à, quay lại test mút nến thôi và nó test ở khoảng quanh vùng 28.5 cả cái thuật thì ở vùng 29.5 đến vùng 30 như vậy là tuần này thì như vậy là HCM cũng đã bắt đầu quay trở lại các cái điểm à, điểm cả cái thuật khá là tích cực ở đây sau đó thì cổ phiếu nó lại tiếp tục diện nó lại tiếp tục quay trở về chỉnh cung quay trở về chỉnh cung sau khi mà chạm cản thì bản chất là trong phiên giao dịch của ngày 30 thì HCM lại tiếp tục quay về test mút nến ở vùng 28.5 có cái sự phục hồi và như vậy thì kỳ vọng là gì như vậy tuần tới thì chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng là gì Uh, cổ phiếu HCM sẽ có những cái điểm quay trở về uh, test lại khoảng quanh vùng 28.5, 28.4. Uh, test tích lũy thành công như vậy là chúng ta lại ngắm vùng cản 29.5 đến khoảng quanh vùng 30. Cổ phiếu uh, SSI Đấy. SNI ở đây chúng ta có một cái râu nến đúng không ạ? Râu nến ở trong phiên giao dịch của ngày thứ sáu tuần trước thì như chúng ta có phân tích thôi. Về mặt cơ bản, về mặt kỹ thuật thì sau một điểm rút chân lên thì thông thường là gì? À, cổ phiếu nó sẽ quay trở lại nó test cái râu nến đó và cái râu nến đó thì ở vùng 34.8 và vùng có vẽ đường ngang ở đây thì như vậy là điểm này với điểm này nó khá là tương đồng nhau. Tức là 34.8 đến khoảng vùng 35. Đây nó test lại mũi nến này và sau đó thì gì? Nó cũng công được SSD cũng công được về vùng cả cái thuật ở đây. Dự kiến ở vùng 35.5 đến khoảng quanh vùng 36 Sau đó thì SSI có điểm chỉnh cung à, Xét về góc độ kỹ thuật Thì sau phiên, giả, phiên giao dịch ngày 30 ấy, Thì nó test khá là sâu Nó test về đến tận vùng 34.3 cơ Đó và sau đó thì SSI nó cũng có cái điểm phục hồi ở đây Lên vùng 35 nhưng mà cây nến à, Cái điểm mà gọi là cái điểm 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 chốt phiên của ngày hôm nay Thì như vậy nó lại có xu hướng là gì Nó lại có xu hướng là quay trở về chỉnh cung Như vậy thì tuần tới <laughs> Kỳ vọng là S AI SI sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 34.5, điểm sâu hơn thì đây nó sẽ test lại mút đến này, tức là nôm na khoảng vùng 34 34.2 đây này. Đó, kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục đẩy uh, ờ cái target kỹ thuật của cổ phiếu SSI lên khoảng vùng 35.5. VND thì trong tuần vừa qua nó có một cái điểm chia các anh chị uh, chia tách và <laughs> phân tách thêm cổ phiếu. Đây này, cái điểm chia đó chính là phiên giao dịch ngày 29 nó kéo lên. Kéo lên suy soát vùng 18.8 và phiên ngày 30 và ngày 31 thì về cơ bản nó trả lại những cái gì nó đang có. Tức là nó trả lại cái sự vận hành bình thường. Và cái sự tích lũy của VND, tức là trước chia và sau chia. Anh nhau. Sau chia thì chúng ta sẽ lấy ở vùng 7.4 và 7.6 này là vùng hỗ trợ và khả năng tuần tới thì nó sẽ quay trở về nó test đây. À, Tết đi thành công vùng này thì như vậy là gì mục tiêu thì như vậy ngắn hạn ở đây sẽ là vùng 18.8 đến khoảng quanh vùng 19 ở Cổ phiếu FTS <laughs> FTS ở trong uh, tuần vừa qua Đây Thì um, cái gì nhỉ chúng ta có mút nến gọi là râu nến rút chân ở từ vùng 44 thì như vậy là chúng ta dự báo là gì Tuần này uh, tuần tới thì sẽ test lại vùng 44 Trên thực tế thì phải đến phiên giao dịch của ngày 30 thì nó mới test 44 và nó kéo luôn và nó lại kéo luôn thì ở đây nó có cản 46 đây các anh chị đấy chúng ta chiếu sang đây kéo sang thôi vùng 46.6 đến vùng 47 là vùng cản đây này cản này một cản này hai cản đây chỉnh này rồi đây cản chỉnh này thì nó mới test sát đến à, cái mút đến ở đây đó là vùng 44 và nó lại kéo lên chạm cản này và với cái xu hướng hiện tại thì khả năng là gì STS sẽ sideways đó nó sẽ kéo lên rồi nó sẽ xả xuống kéo lên xả xuống và nó cứ đi như vậy nó đi cho đến khi nào À, cho đến khi nào ví dụ trong trường hợp nó phá cái cái vùng nó đi cho đến khi nào mà nó phá cái vùng 44 ở đây đó thì như vậy là chúng ta sẽ dự báo là gì nó sẽ hạ xuống ở vùng dưới thấp kỹ thuật sâu hơn nó là vùng 44 41.5 đến vùng 42 còn trong trường hợp nó bứt được vùng 47 thì như vậy ở đây này nó có cái cản đấy này đấy cản 49 đấy vậy thì trong ngắn hạn thì các anh chị em cứ lướt lát thôi nhá đó rồi mã cổ phiếu VX VX thì tại cái thời điểm mà ông uh, có phân tích các anh chị đó 10 phiên 15 đây xem anh chị nhá uh, cái điểm 15 tháng 5 đó đó thì VX ở đấy thời điểm đó là nó đang có khoảng vùng 17.4 năm này và trong nhịp đó thì với kéo lên được đến vùng 18.6 và sau đó nó chỉnh cung và trong tuần vừa qua đấy trong tuần vừa qua thì như vậy thôi chúng ta có dự báo đây là nó kéo lên nhá thì nó sẽ quay trở lại nó test mút nến tức là 17.4 17.5 này ở uh, với khá là đẹp trong tuần vừa qua thì nó kéo vượt vùng 18 và có thời điểm là đã lên được đến vùng 18.4 và nó lại hình thành ở đây thì vô hình dung là như vậy là với của chúng ta lại hình thành được hình thành một cái gì một cái cản chéo ở đây các anh chị chú ý là khi chạm cản chéo này thì với chỉnh cung và chạm hỗ trợ dưới đây và phiên giao dịch ngày 30 nó chạm vùng 17.5 17 thì nó lại bật lên và phiên ngày hôm nay thì như vậy là nó lại kéo chạm cái cản chéo ở khoảng quanh vùng 18.2 18.3 thì nó lại đang có xu hướng sọt xuống vậy thì trong ngắn hạn thì như vậy là gì chúng ta dự báo là vx sẽ nó sẽ đi ở trong cái kênh xu hướng này cho đến một cái thời điểm nào đó một là nó sẽ phá cản trên hai là nó phá hỗ trợ dưới đó thì cái cách thức là như vậy và chúng ta lại chờ đợi thêm cái xu hướng của vx và và cái cách đi trong 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 ngắn hạn như vậy thì quan điểm của cá nhân đồng lê thường đang kỳ vọng là vx sẽ đánh break kênh trên để tiếp tục hướng lại các cái vùng target mục tiêu đấy thì đối với mã cổ phiếu vx này rồi sau đó đến mã cổ phiếu SHS SSS ở đây thì hiện tại ấy, cái con SSS thì nó xu hướng của nó là nó đang 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 có cái xu hướng tích lũy đấy thì đây là 15 này phiên 15 này đó và hiện tại thì SSS nó đang yếu hơn trong tuần vừa qua thì như vậy là gì ở vùng 18 này nó test lại và cái cản trên của nó là vùng 19 19 3 19 5, 5 thì kéo lên được đến vùng 19 và sau đó thì nó lại tụt lại thế thì đối với mã cổ phiếu SSS và trong cái sự ưu tiên đó, thì hùng chỉ ưu tiên ba cái mã cổ phiếu thôi VX anh chị ưu tiên VX VDS và ORS đó còn SSS Hồng Kông không ưu tiên mặc dù có phân tích để view cho anh chị thôi thì 18 là test lại này tuần tới khả năng test lại 18 thì tại đây chúng ta sẽ phân tích tiếp tích lũy mà không thủng đảo long thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục hướng lại đây là vùng 19 19 2 còn trong trường hợp ví dụ SSS nó bị thất bại ở vùng 10, 10 18 thì đương nhiên rồi nó phải đưa về các cái điểm chỉ dẫn ở dưới này đó là sẽ test vùng 7.5 điểm sau so sẽ là vùng 7 các anh chị và chúng ta không chống được xu hướng của thị trường đâu không chống được phụ xu hướng cổ phiếu đâu đúng không ạ cổ phiếu AGR cũng là một mã được đây ngày 15 thì tại thời điểm đó thì AGR đâu đó đang có giá 18 chấm mấy đấy, 19 này. Và sau đó thì chúng ta đến thời điểm hiện tại là 31 tháng 5, như vậy là AGR cũng đã có một cái target kỹ thuật và tại thời điểm đó thì ví dụ AGR thì chúng ta sẽ dự kiến là biên uh, target kỹ thuật ở trên vùng 22 và trên thực tế thì AGR vượt vùng 22. Tức là vượt cái target kỳ vọng đây và nó lên được đến uh, phiên ngày 31 ngày hôm nay là AGR lên được đến vùng 22.3 2.4 này đấy Thế thì trong tuần vừa qua sau khi mà AGR chúng ta có cái điểm test lại à, cái điểm rút chân lên thì như vậy là thông thường là nó sẽ test lại thôi đó và điểm test lại của AGR rất là đẹp ở quanh vùng 19.5 kéo lên ở đây đó là target tuần thì chúng ta còn nói đến vùng 21.5 như vậy là tuần này thì chính thức đạt và sau đó nó đạt luôn cái target mục tiêu mà chúng ta đã có phân tích ở trong cái tuần trước đó nữa đó là vùng 22 và suy soát lên được đến vùng 22.5 ở đây thì đang có ba cây nến bốn cây nến giờ về cơ bản nó sẽ quay trở lại nó test tích lũy thì cái điểm test tích lũy của tuần mới nó sẽ là vùng 20.5 đến khoảng vùng 20.7 anh chị nhá đấy chúng ta sẽ để cái này 10 phiên 15 này, à, để để ở chỗ này 15 để như vậy chúng ta nắm được cái cái thời điểm đấy 19 đây là 20 đến khoảng vùng 20.3 này Mục tiêu thì sẽ tiếp tục ngắm lại vùng 22 đến vùng 22.5 rồi. Cổ phiếu VDS, VDS cũng có những cái tính tạo lập khá là hay và đây. Thì cái thời điểm mà đây VDS này hình như đây là 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 VDS đúng nhỉ? À đây là ORS. Đây. Đấy, phiên ngày 15 thì VDS nó đang có ở khoảng quanh vùng 20. Đó thì các anh chị chiếu sang đây, đây này, 15 này. Đấy, quanh vùng 20 nhá. Đây, và sau đó thì chúng ta lần lượt xây này lên vùng 21.5 này, xong xây lên vùng 23 này và ở trong tuần vừa qua thì như vậy là sau cái điểm mà rút chân lên đây thì chúng ta có nói đến vùng 21 21.5 và tuần này thì quá đẹp rồi, vượt vùng 23 tức là vượt target mục tiêu hướng đến hai uh, vùng 23.5 và bắt đầu chuẩn bị vươn lên cảnh cái tuần 26, tức là từ vùng 20 tại 15 mà bây giờ đã uh, sắp sửa vùng 26 rồi. Như vậy đấy cũng là một cái sự lựa chọn rất là khôn ngoan. Uh, trong một cái thời khắc rất khó khăn của thị trường đúng không ạ? Thì đối với VDS sau khi mà chạm vùng 25.5, đấy thì nó bắt đầu chỉnh này. Thì các cái điểm chỉnh cung dự kiến nó sẽ test lại, đẹp thì nó sẽ test lại vùng 24, điểm xấu hơn nó sẽ test lại vùng 23.5 hoặc xa hơn nữa sẽ là 23. Tức là cái câu chuyện là sau khi mà chúng ta bất được cái vùng cản 23. Đây anh chị, ví dụ như là chúng ta chúng ta kỳ vọng, đây này, ví dụ phân tích đây này. VDS là sẽ kỳ vọng là sẽ hướng đến cái vùng 23. Vậy thì sau khi mà cổ phiếu này bứt qua vùng 23 thì thông thường nó sẽ có diện có những điểm test cung trả lại trên vùng 23 và test 23 không thủng như vậy là cái câu chuyện là nó bứt lại vùng 26 và uh, break vùng 26 để đi lên những cái vùng xa hơn đối với mã cổ phiếu VDS ở phía trước nó còn rất là tiềm năng. Mã cổ phiếu ORS đây, ORS đây các anh chị, phân tích cho các anh chị đây. Đó. Thì tại cái thời điểm ngày 15 tháng 5 Đây anh chị nhé, thời điểm 15 tháng 5 đây ORS đang lùng khà lùng khùng ở khoảng quanh vùng 14.8 đấy và sau đó thì chúng ta xây lên target 15.8 và đối với ORS tại cái thời điểm đó thì cũng có phân tích là kỳ vọng target của nó là 16.5 đến vùng 17 các anh chị nhé đó 16.5 này đây là 16.6 này đến vùng 17 thì đến tuần này coi như hoàn thành thế thì sau khi mà nó hoàn thành được vùng 15.8 thì tuần tuần vừa qua gọi là cái tuần mà chúng ta giao dịch 24 ấy, đúng không nó có chạm xuống một rút lên chân lên thì như vậy là chúng ta có cái gì thông thường là như vậy thôi về mặt kỹ thuật là nó sẽ test lại mút nến và đây nó test cực khỏe luôn nhưng mà nó test ở vùng 15 15 đến vùng 15.1 đấy chính là cái điểm đây các anh chị chúng ta chiêu thang đây này thì như vậy là chính là nó test lại điểm này và nó test điểm này rất là đẹp và sau đó thì nó tiếp tục đẩy đến vùng 15.8 tức là ở cái target ở tuần cũ đây sau đó bứt cản 15.8 thì hướng đến vùng 16.6 và bứt 16.6 thì chúng ta sẽ gì ạ chúng ta sẽ có target 17 chấm 4 Đấy, và hiện tại trong tuần thì về cơ bản là như vậy là ORS cũng đạt được 17 trên 17 tức là target kỳ vọng rất là cao Đấy, thì từ phiên giao dịch 15 ở đâu đó nó đang có chỉ có là giá bao nhiêu đây này à, 10, 15 đi đó mà lên được đến tận vùng 17 tức là tăng 2.000 đồng một cổ phiếu trong một cái khoảng khoảng khách thị trường đang khá là khó khăn đúng không ạ như vậy thì đấy cũng là một cái bước đi khá là đẹp của ORS thì sau khi mà đạt đến vùng 7 thì bây giờ chúng ta có bốn cây đến giờ bốn cây đến giờ này là bốn cây đến giờ chỉnh cung rồi và đặc biệt là gì chúng ta nhìn thấy tín hiệu đường MACD đấy thì vậy vậy thì tại sao chúng ta lại phân tích lên đến vùng 17 tức là cản mà vùng 17 17.4 là vùng cản các anh chị này cản thì thôi nó anh chị hạn chế đua và với cách thức như vậy thì như vậy tuần tới sẽ là vùng 15.8 đến vùng 16 hoặc có thể là vùng 15.6 nó có ba cái có ba cái mức chỉnh cung ở đây này đó thì chúng ta sẽ quan sát tiếp trong trường hợp mà tích lũy thành công ở vùng này và đảo long Đảo Long thì như vậy là gì? Chúng ta lại tiếp tục vùng 16.6, 17 và điểm xa hơn sẽ là vùng 7 4 Đó là cái cách thức là như vậy thôi. Test hỗ trợ thành công thì như vậy chúng ta sẽ hướng đến vùng cả. Cổ phiếu CTS. CTS ở đây này. Thì ở đây các anh chị dự kiến là test lại mút đến Nhưng trên thực tế thì nó test khá là ok. Ở quanh vùng 41.5 đến vùng 42 cản kỹ thuật ở đây đó là vùng 45 và trên thực tế thì nó kéo lên được đến vùng 44 nó test lại lần hai ở vùng 41.5 vùng 42 kéo lên Tuy nhiên là ở đây thì nó lại gặp khó rồi như vậy tuần tới lại 41.5 vùng 42 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 40 cộng trừ 2 test đi thành công đảo long thì như vậy ta ghét mục tiêu nó lại quay trở lại thôi đó và mục tiêu chúng ta lại hướng về cái vùng cản kỹ thuật 44 45 ở đây cổ phiếu MBS hiện tại cũng đang khá là tích cực đấy tuần trước nó chạm mút đến ở vùng 31 rút chân lên nên chúng ta có dự báo là gì khả năng nó sẽ tiếp tục gì nó sẽ quay trở lại vùng 31 để nó nó test lại mút đến này ở nhưng trên thực tế là nó test ở quanh vùng 32 sau đó nó đẩy ba cây đến giờ lên sau đó nó quay trở lại tiếp tục test ở trên vùng 32 cộng tiếp tục đẩy lên và hiện tại thì nó lại đang quay về trở về test cho nên ví dụ như vậy thế thì tuần tới thì khả năng là gì chúng ta sẽ lấy cái điểm 32 cộng làm cái điểm điểm hỗ trợ của cổ phiếu MBS Thái Lan test tích lũy thành công ở đây và mục tiêu của MBS ở trong ngắn hạn thì có thể nó sẽ tiếp tục đẩy và cái target kỹ thuật tiếp theo của MBS chúng ta có thể hướng về quanh vùng 37. Còn đối với CTS thì chúng ta sẽ hướng về CTS sẽ hướng cái mục tiêu vượt vùng 45 và sau khi vượt vùng 45 thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích bởi vì là đến thời điểm hiện tại thì MBS và CTS là hai mã cổ phiếu gần như nó hết cản rồi và khi nó hết cản rồi thì nó cứ xây thế thôi và cái cách thức là khi hết cản rồi thì chúng ta lưu ý là cái cách đánh là hỗ trợ và kháng cự thì chúng ta cứ thế là chúng ta long lên và chúng ta sọt xuống ở quanh những cái biên mà cản và tại những biên hỗ trợ thôi chứ còn khi mà cổ phiếu đã neo lên đến cái vùng cao trên này thì gần như cái việc mà nhỏ lẻ còn cổ phiếu nó rất là ít anh chị nhé